Indonesia thua Iraq, tiếp thêm hy vọng cho Việt Nam. Việt Nam có hy vọng rút ngắn khoảng cách ở bảng F sau khi Indonesia thua Iraq 0-2 ở lượt 5 vòng loại 2 World Cup 2026 chiều ngày 6 tháng 6. Indonesia bước vào trận đấu trên sân Gelora Bung Karno với 8 cầu thủ mang dòng máu Lai, còn 3 cái tên bản địa là thủ môn Hernando Ari, trung vệ Ricky Riho và tiền vệ Marcelino Ferdinand. Chủ nhà chơi tự tin trong hiệp 1 và đá pressing với Iraq. Họ thậm chí kiểm soát bóng nhiều hơn, 60%, đồng thời tung ra 6 cú dứt điểm với một trúng đích. Đáng kể là tình huống Rafael Stuart rê bóng lừa qua Osama Rashid trong vòng cấm, trước khi sút chân trái bị Hussein Ali lăng xả truy cản phút 20. Đến phút 34, Stuart sắm vai kiến tạo truyền từ cánh phải ra sát vòng 16m50 để Sandy Wang sút nối nhưng bóng đi nhẹ không làm khó thủ môn Jalan Hasan. Cơ hội ngon ăn nhất của Indonesia đến ở phút 41 khi Nathan Joao chọc khe vào vòng cấm chết cánh trái. San Pattinama đối mặt thủ môn nhưng thay vì sút lại truyền ngang cho Marcelino Ferdinand và bị hậu vệ Iraq lùi về phá bóng. Sang hiệp 2, Indonesia không còn giữ được sự ổn định sau khi Iraq tung hai cầu thủ giàu kỹ thuật là Ali Yassim và Youssef Amin vào thay Zidane Igbo và Basa Rissan. Cặp đôi khiến hàng thủ chủ nhà liên tục phạm sai lầm. Phút 53, Yassim đi bóng lắc léo trong vòng cấm rồi căng ngang khiến trung vệ Hamber để bóng chạm tay. Trọng tài Saun Evan lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Amen Hussein sút vào góc thấp bên trái mở tỷ số cho Iraq. 6 phút sau, gánh nặng lại chất chồng lên Indonesia. Jordi Amat nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi truy cản Youssef Amin chuẩn bị vào vòng cấm đối mặt thủ môn Iraq. Thi đấu thiếu người khiến Indonesia không còn giữ được thế trận chắc chắn. Phút 72, hậu vệ Indonesia để sổng Ali Yassim và khiến Hernando Ari phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến phạt đền. Tuy nhiên, Amen Hussein sút vọt xà, lỡ cơ hội lập cú đúc. Ngay sau tình huống này, Indonesia suýt gỡ hòa khi Rebin Sulaka soạt phá bóng đập chân Ratna Oramagon trong vòng cấm. Bóng bay về khung thành nhưng Hasan kịp bay người đẩy bóng chịu phạt góc. Hy vọng của đội tuyển xứ vạn đảo chấm dứt ở phút 88 sau sai lầm của thủ môn Ari. Anh kiểm soát mạo hiểm rồi để mất bóng trong vòng cấm, giúp Ali Yassim sút vào vuông trống, ấn định tỷ số 2-0. Thất bại này khiến Indonesia lỡ cơ hội tiến sát hơn đến tấm vé vào vòng loại 3 World Cup 2026. Họ vẫn đứng nhì với 7 điểm, hơn Việt Nam 4 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu Việt Nam thắng ở trận đấu lúc 19 giờ hôm nay, khoảng cách sẽ còn 1 điểm và tạo thêm áp lực cho Indonesia ở lượt cuối gặp Philippines vào ngày 11 tháng 6. Đội hình xuất phát: Indonesia, Hernando Ari, Ricky Riho, Justin Hamber, Jordi Amat, San Pattinama, Sandy Wang, Nathan Joao, Tom Hay, Ratna Oramagon, Rafael Stuart, Marcelino Ferdinand. Iraq, Jalan Hasan, Hussein Ali, Ahmed Yahir, Saad Natif, Rebin Sulaka, Ami Anamari, Osama Rashid, Ibrahim Bayes, Zidane Igbo, Basa Rissan, Amen Hussein. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.